Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, một số người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Lạc, sinh năm 1963, trú tại thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lạc và bà Nguyễn Thị Nhân, sinh năm 1962, vốn xưa nay hay cãi nhau, xô xát nên láng giềng khi nghe thấy tiếng kêu ấy, lại nghĩ rằng hai vợ chồng này lại xảy ra xô xát như những lần trước, nên không ai để ý. Và mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng nếu như sáng hôm sau, 29 tháng 7, bà Nguyễn Thị Nhân không mời một số hàng xóm sang chơi sau khi đi làm đồng về. Nhận được lời mời, nhiều người thấy lạ, vì trước nay bà Nhân sống khép kín, ít quan hệ với hàng xóm, cũng chưa bao giờ mời hàng xóm sang nhà uống nước. Dù thấy lạ, nhưng tình nghĩa xóm giềng, nhiều người cũng ghé vào nhà bà Nhân uống chén nước theo lời mời. Bước vào nhà, hàng xóm thấy ngay ông Lạc đang nằm im lìm trên chõng tre, chào không trả lời. Trả lời câu hỏi của mọi người, bà Nhân giải thích là ông Lạc tối qua say rượu, nên ngủ từ tối qua, giờ vẫn chưa dậy. Nói xong, bà Nhân xăm xăm đi đến bên chõng tre, lay chồng dậy uống nước với hàng xóm. Nào ngờ chỉ sau đó ít giây, bà rú lên hoảng hốt và kêu với mọi người là chồng mình đã qua đời. Bà khóc lóc thảm thiết và một mực giải thích lý do rằng do ông Lạc uống rượu bị cảm nên mới qua đời. Đám ma ông Lạc được tổ chức ngay vào ngày hôm sau, 30 tháng 7. An táng ông Lạc xong, bên cạnh nỗi đau buồn mất người thân, thì gia đình ông Lạc còn trăn trở về những dấu vết bất thường trên thân thể ông, như có vết tím tái ở chân và tay, vết móp ở phía đầu. Sau khi bàn bạc, người thân trong gia đình ông Lạc đã quyết định gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra, làm rõ sự qua đời của ông Nguyễn Văn Lạc. Nhận được đơn, sáng ngày 2 tháng 8, cơ quan công an huyện Lạng Giang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã tiến hành khai quật thi hài của ông Lạc để khám nghiệm pháp y. Ông Đoàn Anh Đông, giám định viên pháp y và sinh học, phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Giang vẫn nhớ như in từng dấu vết trên người ông Lạc khi khai quật. Bởi dấu vết đó đã tố cáo tội ác của một người đàn bà. Trên người ông Lạc có tổng cộng có 18 vết trượt da. Đặc điểm của các vết này là đều có hình gần tròn, nền cứng màu đen. Còn các vết trượt da trên cơ thể nạn nhân ông Nguyễn Văn Lạc khi khai quật lên vẫn còn nguyên đặc điểm và không bị mất đi. Ngay tại hiện trường, các giám định viên tuy chưa loại trừ hết các khả năng, nhưng đã có sự nghi ngờ là các dấu vết hình thành từ tổn thương do tiếp xúc với dòng điện truyền qua cơ thể. Giám định viên đã lấy mẫu da ở các vết trượt da về nghiên cứu trên mô bệnh học để xác định xem có phải vết bỏng điện không. Cũng theo giám định viên Đoàn Anh Đông, giải phẫu bên trong cơ thể nạn nhân, kết quả cho thấy các tạng gần như đi vào giai đoạn phân hủy mạnh, nhưng hình ảnh ứ huyết, sung huyết, xuất huyết, cơ tim phù nề vẫn còn nhận biết được. Và trên hiện trường cũng phát hiện và thu một số đoạn dây điện màu vàng và một số đoạn dây khác phục vụ công tác điều tra và giám định. Đến thời điểm này, công tác giám định đã gần hoàn tất và theo giám định viên Đoàn Anh Đông, về cơ bản đã xác định đánh giá được các dấu vết quan trọng giúp cho cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động nghiệp vụ tiếp theo. Biết không thể che giấu tội ác nên bà Nhân ra công an đầu thú vì hành vi sát hại chồng. Tại cơ quan công an, bà Nhân đã khai nhận trói chồng rồi dùng dây điện dí vào người cho đến khi thấy ông Lạc tắt thở mới dừng tay. Sau đó, bà vừa mời hàng xóm sang chơi để mọi người nghĩ ông Lạc qua đời do bị cảm và làm chứng cho sự ngoại phạm của mình. Bà Nguyễn Thị Nhân đã bị cơ quan điều tra bắt giam để điều tra về tội sát hại người. Đã có không ít năm trong nghề, nhưng ở vụ việc này, giám định viên Đoàn Anh Đông cũng có một chút tâm lý khi tiến hành giám định bởi sự đặc biệt của vụ việc. Khi một người vợ bị nghi ngờ
cố ý sát hại chồng bằng cách trói và trích điện, sau đó còn tạo chứng cứ giả. Giám định viên Đoàn Anh Đông nhấn mạnh, tuy nhiên khi đã trực tiếp bắt tay vào việc thì các dấu vết dần dần được hiện ra và sáng tỏ, không chỉ giúp giải đáp thắc mắc chuyên môn của gia đình nạn nhân mà còn khẳng định một điều rằng trách nhiệm của những người giám định viên là luôn đi theo tiếng gọi của công lý. Buổi khai quật đã giúp ích những giám định viên như tôi cảm thấy tự tin hơn, vững vàng hơn để phụng sự công lý, vạch trần cái ác. Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Văn Hào về tội sát hại người. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Lạc, sinh năm 1963, là chồng của Nguyễn Thị Nhân, sinh năm 1962, là bố đẻ Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1987, đều trú tại thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 7, do mâu thuẫn gia đình, ông Lạc cầm then cửa định táng bà Nhân, thì bà này ôm giữ, sau đó Nhung dùng dây chạc và dây chun trói ông Lạc. Sau đó Nhân, Nhung và Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1995, là chồng Nhung, đã bàn nhau sát hại ông Lạc bằng phương thức cho điện giật. Các bị cáo dùng dây điện kết nối với dòng điện 220V sử dụng trong nhà bếp của gia đình, rồi cho dòng điện tiếp xúc với cơ thể ông Lạc. Hậu quả làm ông Lạc bị điện giật thiệt mạng. Sau khi gây án, các bị cáo đã không tự thú, khai nhận hành vi phạm tội mà cùng mọi người trong gia đình an táng cho ông Lạc. Ngày 1 tháng 8, bà Nguyễn Thị Giật là mẹ của ông Lạc có đơn đề nghị công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang làm rõ nguyên nhân con trai bà qua đời. Sau đó lần lượt, các bị cáo Nhân, Nhung và Hào đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất côn đồ bởi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình mà các bị cáo đã bàn nhau sát hại người chồng, người cha của mình một cách trái pháp luật. Vì vậy, căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhân 16 năm tù về tội sát hại người, theo điểm N khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Nguyễn Thị Nhung 16 năm tù và Nguyễn Văn Hào 18 năm tù về tội sát hại người, theo điểm D khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.